Video cuối cùng của năm 2023, trong giây phút cận kề năm mới 2024, xe đạp An Tông kính chúc các quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng, thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật nhiều thành công mới. Kính chúc các quý khách hàng có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ, thật ấm áp bên gia đình và người thân. Và video cuối cùng của năm 2023 ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác những cái bản xe đạp đua trong phân khúc giá từ 20 triệu đổ lên. Để bác nào mà có nhu cầu thì các bác có thể tham khảo qua video của em, chọn lựa cho mình được một mẫu xe ưng ý và phù hợp nha. Bản xe đầu tiên em giới thiệu đến cho các bác thì sẽ là Sava X9.1. Dòng này thì hiện tại bên nhà em đang có hai size và có rất là nhiều màu để cho các bác có thể lựa chọn nha. Hai size chính đó là 44 và 47 và có 4 tông màu, đó là đỏ này, đen, bạc titan và xanh tím đổi màu. Dòng này thì sẽ được thiết kế có khung sườn này, cuộc đằng trước, cọc yên sẽ được làm từ carbon Toray T800, rất là nhẹ, bền, chịu lực cực kỳ tốt luôn. Và xe này đã được thiết kế rất là tinh tế rồi nha các bác ơi. Dây được bi-âm sườn và âm trong tay lái toàn bộ luôn rồi. Các chi tiết cắt gọt của xe thì đều rất là tinh tế và rất là đã mắt luôn. Thiết kế theo xe theo dáng khí động học nha. Pô tăng ghi đông được thiết kế theo dạng liền, pô tăng ghi đông và vành thì sẽ sử dụng là nhôm cao cấp luôn đấy ạ. Tay đề thì sẽ sử dụng là bộ tay đề lắc với hai phần lưới gà, lên số xuống số cực kỳ nhẹ nhàng và nhanh chóng luôn. Phanh trước và sau của xe thì sẽ mang bản phanh đĩa củ dầu. Dòng này độ nhả của phanh rất là tốt đây các bác, rất là nhẹ rồi và rất là cao cấp rồi ạ. Đùm trước và sau của xe thì sẽ mang bản đùm nhôm chính hãng đến từ nhà Shimano, bi bạc đạn nha các bác. Thì những cái bản Sava 9 hiện tại thì sẽ sử dụng cốt trục rất là to như thế này, rất là khỏe luôn đấy ạ. Và nhôm 3 xăng Sava, lốp Continental Ultra Sport thông số 700x25C. Chuyển phía đằng sau giới thiệu về bộ chuyển động xe nhé. Về bộ chuyển động xe Sava 9.1 thì sẽ được trang bị cho các bác Grusset Shimano 105 R7000 4 món, bao gồm là tay đè này, đùi đĩa, chuyển líp. Dòng này thì với hai đĩa trước và 11 tầng líp thả phía đằng sau đấy ạ, đùm Shimano chạy rất là êm, độ trớn cũng như là tốc độ xe đạp được sẽ rất là cao luôn các bác ơi. Và một cái đặc điểm không thể thiếu của các bản xe cao cấp đến từ nhà Sava đó chính là trên phần khung sườn cũng như là phần thuộc đằng trước của xe thì đều có UCI, một chứng chỉ rất là chất lượng luôn đấy ạ. Chứng nhận về chất lượng này cũng như là sự đẳng cấp của một bản xe đã đủ tiêu chuẩn để tham gia các giải đua rồi đấy ạ. Em đang giới thiệu các bác đây là size 44 này. Điều chỉnh độ cao thấp của yên thì sẽ sử dụng ốc lục lăng nha. Theo xe có sẵn bê đan bằng nhôm đúc dây rồi ạ. Yên xe được thiết kế dáng vô cùng thể thao luôn. Các bạn này hiện tại bên nhà em vẫn đang đưa tới các bác với mức giá niêm yết của công ty 20.900.000 đồng, miễn phí giao hàng tận nhà, tặng em rất là nhiều phụ kiện và nhiều quà luôn đấy ạ. Bác nào quan tâm alo em tư vấn thêm nha. Bây giờ thì em sẽ qua bản xe thứ hai. Bản xe tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác thì sẽ là Sava X9.2. Dòng này thì đang được công ty trợ giá rất là sâu, thế nên là các bác mua được với mức giá vô cùng sốc luôn đấy ạ. Bản này sẽ được thiết kế full carbon Toray T800, trọng lượng xe 9kg nha, rất là nhẹ luôn đấy ạ. Phần khung sườn cũng như là phần cuộc đằng trước thì đều có UCI, thiết kế theo dáng khí động học rồi, không thể ăn gian được về cái khí động học của xe rồi nha các bác. Dây được thiết kế đi âm sườn và âm trong tay lái toàn bộ luôn, cô tăng đi đông dạng liền này, đi đông dáng đầu cá mập cho các bác luôn nha. Các bác đi xe thì sẽ vô cùng thể thao và cực kỳ đẹp luôn. Tay đề thì sẽ sử dụng là tay đề hai lưỡi, thao tác xe cực kỳ dễ và nhanh luôn. Bản này sẽ mang bản phanh đĩa cục dầu nha các bác ơi, độ nhả của phanh rất là tốt luôn này. Vành thì sẽ sử dụng là vành carbon 5 xăng chính hãng Sava, lốp Continental Ultra Sport 700x25C. Với bản lốp này các bác đi trên đường sẽ đạt được tốc độ rất là tối đa luôn đấy ạ. Chuyển phía đằng sau giới thiệu về bộ chuyển động của xe nhé. Bộ chuyển động xe thì sẽ được trang bị cho các bác bao gồm hai đĩa trước này với 11 tầng líp thả phía đằng sau. Bản này thì Grusset Shimano 105 R7000 5 món, bao gồm tay đè này, đùi đĩa, chuyển líp và líp. Các bác có thể nhìn thấy về các chi tiết xích líp của xe cực kỳ sáng và cực kỳ sắc nét luôn. Đùm Shimano là một bộ đùm chạy cực kỳ êm luôn nha các bác. Đùm nhôm bi bạc đạn, tốc độ của xe sẽ cực kỳ cao luôn đấy ạ. Phanh vô cùng chính xác luôn. Bản xe này thì hiện tại cũng đang có hai size để cho các bác có thể lựa chọn, đó chính là size 44 và size 47 này. Số đo trượt của xe, size 44 thì dòng đứng sẽ là 44 này, dòng ngang thì là 50. Còn size 47 thì dòng đứng sẽ là 47, dòng ngang thì là 52 để các bác lựa chọn nhé.
Dòng này thì cực kỳ đẹp luôn rồi, và với mức giá đang được công ty trợ giá rất là sâu, thế nên các bác mua bản xe này chỉ với mức giá 25.500.000 đồng thôi. Một mức giá quá đẹp luôn đúng không ạ? Hiện tại thì những cái bản xe Sava trên thị trường với cái mức giá cũng như là với cấu hình xe thì hiện tại không có đối thủ đâu. Thế nên là bác nào đang có nhu cầu mua những bản xe từ 20 cho đến 60 triệu thì những bản xe Sava là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời cho bác đấy ạ. Bây giờ thì em sẽ qua bản xe tiếp theo nhé. Bản xe tiếp theo sẽ mang tên Sava X9.7. Bản này thì vô cùng cao cấp luôn rồi. Nhìn qua thì các bác thấy nó giống rất là giống so với bản Sava X9.2 luôn đúng không ạ? Nhưng mà cái bản này cao cấp hơn rất là nhiều đấy ạ. Và hiện tại cũng đang được công ty trợ giá vô cùng sâu luôn. Đầu tiên thì cũng sẽ được thiết kế full carbon Toyota 800, trọng lượng xe chưa tới 9kg đâu ạ. Bản này thì cũng sẽ được thiết kế theo dáng khí động học UCI trên phần khung sườn cũng như là phần cuộc đằng trước của xe nha. Dây đi âm sườn và âm trong tay lái toàn bộ luôn các bác ơi. Tay đè thì cũng sẽ mang bản tay đè hai lưỡi Shimano 105R7020 nha, hai lưỡi gà. Tích hợp phanh rất là dễ dàng thao tác rồi các bác ạ. Bản này cái đầu tiên các bác nhìn có thể phân biệt được giữa Sava 9.2 và Sava 9.7 đó chính là các bác nhìn vào phần phanh nha. Sava 9.7 thì sẽ được sử dụng là phanh dầu như thế này, phanh đĩa dầu. Rất là cao cấp và cực kỳ nhẹ luôn các bác ạ. Độ bền của phanh sẽ rất là cao. Đùm trước sau thì sẽ sử dụng là đùm nhôm Shimano bi bạc đạn và sử dụng cốt trục rất là to đây nha. Vành carbon 5 xăng này, lốp Continental Ultra Sport 700x25C. Dòng này thì nó cao cấp hơn cái bản Sava 9.2 rất là nhiều. Đầu tiên thì sẽ về tay đè Shimano 105-7020 này. Đùi đĩa, chuyển lip và lip Shimano 105R7000. Phanh trước và sau thì sẽ là phanh đĩa dầu Shimano 105-7070. Trang bị cho bác hàng loạt cấu hình vô cùng cao cấp như vậy rồi đấy ạ. Cực kỳ đẹp luôn đúng không ạ? Dòng này cũng đang có hai size đó là 44 và 47 để cho các bác có thể lựa chọn này các bác ơi. Và cũng sẽ có 4 tông màu để các bác lựa chọn, đó là đen này, đỏ, bạc titan và xanh tím đổi màu. Theo xe có sẵn bê đan nha. Dòng này hiện tại đang được công ty trợ giá rất là sâu với mức giá chưa đến 30 triệu, 29 triệu 900 thôi nha các bác. Một mức giá quá đẹp luôn rồi, được công ty trợ giá lên tới 10-1 triệu đồng luôn đấy các bác ạ. Và đây là bản xe rất là đẹp luôn. Bây giờ thì em sẽ qua những bản xe tiếp theo nhé. Bản xe tiếp theo em giới thiệu tới cho các bác thì sẽ là một bản xe với cái màu sắc vô cùng rực rỡ luôn. Bản này có tên Sava Colorado Dix 7020. Thiết kế xe cũng sẽ được làm full carbon nha các bác. Trọng lượng xe cũng sẽ rất là nhẹ luôn. Dòng này thì có duy nhất một size và một màu, đó chính là màu đỏ như các bác đang nhìn thấy trên đường video đây, cũng như là size 51 nha. Size 51 của xe thì dòng đứng sẽ là 51, dòng ngang thì là 54 đây các bác ạ. Đó, dây được thiết kế đi âm sườn này. Bản này thì ghi đông được thiết kế theo dạng dẹt luôn, và dáng ghi đông cũng như là về dáng xe của con này sẽ cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Dây uốn của nó rất là chỉnh chu và rất là chi tiết cho các bác luôn, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Tay đè của xe thì sẽ mang bản tay đè lắc hai lưỡi, lưỡi gà to lên số này, lưỡi gà nhỏ xuống số và tích hợp phanh luôn. Phanh cũng đã mang một bản phanh rất là cao cấp rồi, đó chính là phanh đĩa dầu Shimano 105-7020. Dòng phanh này thì cũng sẽ rất là nhẹ, xử lý tình huống cực kỳ êm luôn các bác ạ. Vành thì sẽ sử dụng là vành carbon 5 xăng này. Lốp thì sẽ mang thông số là 700x28C. Vân lốp làm rất là ok, thế này các bác đi sẽ rất là bám đường, vào ôm cua thì sẽ cực kỳ an toàn luôn đấy nha. Đùm trước và sau của xe thì sẽ mang bản đùm nhôm chính hãng Novatec, sử dụng bi bạc đạn. Con này thì bộ chế độ xe thì sẽ có hai đĩa trước, 11 tầng lip thả phía đằng sau. Xích lip xe rất là sáng và cực kỳ đẹp luôn. Tay đè Shimano 105R7000, đùi đĩa Shimano 105-7020, chuyển đĩa chuyển lip Shimano 105R7000 nha các bác. Chạy thì cực kỳ êm luôn, rất là tốc độ luôn các bác ạ. Size 51 nha. Ok, chạy cực kỳ êm luôn. Cọc yên thì sẽ là cọc yên carbon này, yên xe physics, dáng rất là thể thao luôn. Dòng này thì hiện tại bên em đang được công ty trợ giá rất là sâu với mức giá niêm yết từ công ty 29 triệu đồng. Bác nào có nhu cầu thì có thể alo em trực tiếp để có thể được tư vấn kỹ hơn về xe nhé. Bây giờ thì em sẽ qua bản xe cuối cùng trong video của em ngày hôm nay, một bản xe vô cùng xịn sò luôn. Và đây chính là chùm cuối của Sava, Sava 98170 nha các bác, hay các bác còn gọi là Sava 9.4 đấy ạ. Bản này cũng sẽ được thiết kế full carbon Toyota 800, trọng lượng xe 8,1kg nha các bác, vô cùng nhẹ luôn. Bản này thì có, em đang lên cho các bác đây, size 47 này, màu xanh tím đổi màu. Cái bản màu xanh tím đổi màu này thì hiện tại những cái bản xe của Sava 9 ra mắt một phát là các bác đã mua liền rồi, bởi vì màu này cực kỳ đẹp và rất ảo diệu luôn. Với các bác nhìn với hướng nhìn thẳng như này thì nó sẽ là màu xanh, thì các bác nhìn chuyển ánh nhìn một chút thì nó sẽ là màu ánh tím này, và khi các bác ra nắng thì cái màu sơn thì cực kỳ rực rỡ luôn ạ. Thiết kế đi âm sườn và âm trong tay lái dây toàn bộ luôn nha các bác. Tay đè của bản này sẽ sử dụng là bộ đè điện với nút ấn ở trên phần tay phanh như thế này. Các bác đi xe thì các bác thao tác sẽ cực kỳ là nhạy bén cũng như là tăng tốc thì rất là nhanh luôn các bác ạ.
Phanh thì rất là nhẹ luôn rồi. Phanh thì sẽ sử dụng bản phanh đĩa dầu Shimano Ultegra 8170 nha các bác. Đùm trước sau sẽ sử dụng là đùm nhôm chính hãng Shimano luôn, chạy cực kỳ nhẹ luôn đấy ạ. Sử dụng cốt trục này, bi bạc đạn. Nhìn những chi tiết của xe thì rất là cao cấp luôn đúng không ạ? Vành thì sẽ sử dụng là vành carbon 5 xăng Sava, lốp Continental Ultra Sport 700x25C. Chuyển ở phía đằng sau em giới thiệu về bộ chuyển động xe nhé. Bộ chuyển động xe thì sẽ có hai đĩa phía trước này và 12 tầng líp thả phía đằng sau. Chạy cho các bác full rút Shimano Ultegra R8170DI2. Sử dụng một bộ rút điện vô cùng cao cấp luôn các bác ạ. Lên số xuống số cực kỳ nhanh, sử dụng bộ điện ở đây nhá. Chạy cực kỳ êm luôn các bác ơi. Chạy cực kỳ nhẹ luôn. Khi các bác đi xe thì các bác sang số sang lít thì sẽ cực kỳ mượt mà luôn nhé. Quá là trơn tru luôn đúng không ạ? Bản này mang rút điện rồi, hàng bộ sử dụng đã một bộ chuyển động quá là cao cấp luôn rồi các bác ạ. Trên phần khung sườn cũng như là phần cuộc đằng trước của xe thì không thể nào thiếu ECI luôn rồi. Dòng này size 47, dòng đường 47, dòng ngang sẽ là 52 để các bác có thể lựa chọn nha. Dòng này hiện tại đang được công ty trợ giá vô cùng sâu luôn. Với mức giá như thế này thì hiện tại Savage 9.4 trên thị trường không có đối thủ đâu ạ. Giá 68.500.000 đồng thì mức giá quá hời đối với người tiêu dùng đúng không ạ? Bác nào ưng ý về bản xe này có thể liên hệ trực tiếp bên em để được tư vấn và lên đơn nha. Thì vừa sau em cũng đã giới thiệu rất là chi tiết và rất là nhiều mẫu xe rồi. Bác nào mà ưng ý về bản nào thì có thể alo em để lên đơn nha. Chúc các bác có một năm mới thật nhiều niềm vui mới, thật nhiều sức khỏe. Chào và hẹn gặp lại các bác trong năm mới.